những sự cố livestream để đời của sao Việt, người nói hớn, người để lộ điểm dở khóc dở cười. Nhiều trường hợp các sao Việt dở khóc dở cười khi đang livestream trực tiếp cùng khán giả, vô tình có những hành động bị hớ khiến người xem được một fan cười vỡ bụng. MC Quốc Dân Quyền Linh. Trong chương trình Dân hội thành phố trả lời vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ Quyền Linh giữ vai trò MC và kết nối giữa người dân và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có ý kiến của một khán giả với lời tâm sự buồn vì tình hình người thân mất do dịch bệnh. Ngay lập tức, MC Quyền Linh đã nhận xét đây là một câu chuyện buồn và đề nghị chính quyền thành phố nên có cuộc gọi kết nối để động viên tinh thần của công dân, đặc biệt là ngay tại thời điểm các địa điểm y tế đang quá tải như hiện nay. Tuy nhiên, ngay khi nam diễn viên Đồng Tiền Sương Máu đang lay hoay mở điện thoại và bật loa ngoài thì mọi người nghe rõ mồn một, đoạn thoại tự động của nhà mạng báo rằng số tiền trong máy của Quyền Linh không đủ để thực hiện cuộc gọi. Dù khá ngại ngùng nhưng rất nhanh chóng MC Quyền Linh đã mượn tạm điện thoại của một người trong ekip để tiếp tục kết nối. Anh cho biết do thời gian này nam MC khá bận rộn nên quên mất cài đặt tiền điện thoại và mong mọi người thông cảm. Lưu Phước Thịnh. Giọng ca gạt đi nước mắt có lẽ là nam ca sĩ có duyên với sự cố livestream nhất khi được fan phát hiện nhiều tình huống nói hớ hoặc lộ hàng khó đỡ. Lần nhớ đời nhất của anh chàng chính là trong một lần đang say sưa giới thiệu cho một nhãn hàng. Khi khán giả đang tập trung vào vẻ ngoài bảnh bao, tóc tai chạy chuốt của anh thì đột nhiên điện thoại rơi xuống. Khán giả vô cùng bất ngờ khi bên dưới nam ca sĩ điển trai chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần ngắn ở nhà. Nhiều fan hâm mộ còn không ngần ngại chụp lại khoảnh khắc này và trêu nam ca sĩ là trắng không tì vết. Đây được xem là sự cố livestream lớn nhất từ trước đến nay của Lưu Phước Thịnh. Một lần khác, soái ca làng nhạc trẻ Việt gặp sự cố nhẹ khi đang hí hửng thử nghiệm các hiệu ứng vui nhộn của phần mềm livestream. Trong lúc đang vui vẻ, Lưu Phước Thịnh đã buộc miệng nói bậy một câu mà giới trẻ vẫn hay dùng. Lập tức, ca sĩ điển trai sinh năm 1988 đã lấy tay vội che miệng và nhìn sang bên trái như một phản xạ tự nhiên. Tuy nhiên, trường hợp này khán giả lại không mắc lỗi vì được chứng kiến một khía cạnh gần gũi của nam ca sĩ ngoài đời. Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y được xem là người không ngại hở bạo và cô cũng sống chung với cơn lũ thị phi rất tốt. Không ít lần khán giả được chứng kiến hình ảnh livestream nói bậy đùa giỡn của cô với bạn bè hoặc thành viên trong ekip. Mọi người không lạ gì với tính cách của Ngọc Trinh, bình thường rất chân thật. Cô không mấy trao chuốt văn vẻ, đặc biệt là khi ngồi cùng với người thân. Trong một lần đăng bài về kỷ niệm vui khi đi chụp ảnh áo tắm cùng ekip, Ngọc Trinh đã chia sẻ là khoảnh khắc với nội dung coi lại cười như điên. Trong đoạn clip, cô đã thốt ra một câu nói bậy rất to khi bị ngã từ xích đu xuống khiến khán giả bất ngờ. Một lần khác, khi đang livestream, Ngọc Trinh đã có tư thế ngồi hớn hên khiến người xem đỏ cả mặt. Riêng lần này thì nhiều khán giả đã phải nhắc nhở cô nên thận trọng về trang phục vì cô là người nổi tiếng, huống chi đây là phát sóng trực tiếp, có rất nhiều đối tượng người xem. Thu Thủy. Cách đây không lâu, cư dân mạng không khỏi bức xúc trước câu chuyện chồng trẻ đối xử không tốt với con trai riêng của ca sĩ Thu Thủy ngay trên sóng trực tiếp. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, nhiều khán giả tinh ý đã nghi ngờ việc cậu con trai của giọng ca lời chia tay chỉ nói thế sau anh đã bị chồng trẻ của cô dạy dỗ khá nghiêm khắc. Mở đầu đoạn clip khi cậu bé có biểu hiện nghịch ngợm là hét to lên theo lời của mẹ thì Kim Nguyễn đã có động thái kéo tay cậu bé xuống dưới bàn. Sau đó, con trai của thành viên nhóm HAT có biểu hiện không vui. Kim Nguyễn đã xoa dịu cậu bé là sẽ được ăn bánh kem nếu như ngoan ngoãn. Nhưng bé Henry đã nói với mẹ là đau quá và được mẹ nắm vào cánh tay rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tuy nhiên, những hành động này khiến khán giả không khỏi đặt nghi vấn rằng liệu Henry có đang bị ngược đãi hay không. Và câu chuyện này đã gây ồn ào một thời gian với nhiều tranh cãi. Sau nhiều nghi vấn từ cộng đồng mạng, phía Thu Thủy cùng chồng đã có động thái phủ nhận sự việc. Dù sau đó, Kim Nguyễn đã lên tiếng xin lỗi và Thu Thủy cũng đăng bài bênh vực chồng trẻ. Nhưng nhiều khán giả vẫn giữ cách nhìn đầy ngờ vực về cách cư xử của cả hai với trẻ con. Lâm Khánh Chi gây sốc với gương mặt chỉ trích nốt dần. Nếu như phần đông nghệ sĩ Việt livestream với vẻ ngoài rạng rỡ, Lâm Khánh Chi lại khiến dân mạng sởn da gà khi xuất hiện với gương mặt sùi sùi giống như bị nổi mụn. Cụ thể, trong một cuộc livestream với khán giả, nữ ca sĩ gây ngỡ ngàng với nhan sắc ngày càng lão hóa. Trái với làn da không tì vết ở những tấm ảnh được photoshop kỹ lưỡng, Lâm Khánh Chi để lộ gương mặt nhợt nhạt, làn da sùi sùi, chằng chịt những nốt tròn. Không những thế, phần cổ của công chúa cũng gặp tình trạng tương tự. Bất ngờ trước vẻ ngoài xuống cấp của người đẹp chuyển giới, cư dân mạng cho rằng cô đang gặp lỗi make up hoặc nhận hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, thay vì giấu kính, giọng ca Sầu Thiên Thu thừa nhận cô mới đi làm đẹp vùng da mặt và cổ. Thời điểm livestream, bộ phận này vẫn chưa hết sưng và nổi lên những nốt khá to. Ca sĩ Thanh Duy.
Nam ca sĩ đã lên sóng ăn uống trò chuyện với người hâm mộ. Đăng đàn vui vẻ, Thanh Nhi bất ngờ nhận lời thách thức vừa livestream vừa gội đầu. Ai dè, vừa bước vào nhà tắm để thực hiện những thao tác đầu tiên thì bài đăng bị chặn và sập toàn tập. Thậm chí anh còn bị cấm livestream trong 3 phút vì bị cho rằng đang lan truyền nội dung nhạy cảm, khiến dân tình vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Ngay sau đó, nam ca sĩ phải viết status kêu trời và thanh minh. Đang livestream, mọi người kêu đi gội đầu thử coi sao. Vừa mới xối nước lên đầu, sập stream, lý do chứa nội dung khiêu dâm. Hầu hết tình huống các sao Việt gặp sự cố khi đang livestream đều gây sự tò mò, thích thú của khán giả vì nó phản ánh sự gần gũi, chân thật của các sao thay vì hình ảnh chỉnh chu hoặc đã qua kịch bản của ekip. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp nhất định, các sao vẫn cần rút kinh nghiệm và thận trọng hơn trong cách ăn mặc hay lời ăn tiếng nói trên livestream để tránh gây tranh cãi không đáng có. Thì các bạn, bạn có suy nghĩ gì về những sự cố của các sao Việt này? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tôi chơi Việt TV xin cảm ơn và trân trọng với sự góp ý của bạn.